phật vấn đáp trả lời đồng tu hồng kông tập ba tịnh không là pháp sư chủ giảng giảng ngày một tháng chín năm hai nghìn lẻ sáu giảng tại hiệp hội giáo dục phật đà hồng kông chưa gì pháp sư chưa gì đồng học xin chào mọi người hôm nay có 32 câu hỏi. Chúng ta cứ y theo thứ tự để giải đáp. Trước hết là câu hỏi của đồng tu Trung Quốc. Có 19 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất Ngày ngày kiên trì tụng kinh niệm Phật sám hối, sửa đổi bản thân, liệu có thể nhổ trừ được hết thảy gốc rễ của nghiệp lực tình chấp hay không? Điều này phải xem cách tu của bạn như thế nào. Nếu bạn biết tu thì không có vấn đề gì, nếu không biết tu thì không đạt được mục tiêu này. Có thể bạn lại sanh phiền não nhiều hơn. Phật dạy chúng ta Sám trừ nghiệp chướng Nhất định phải nương vào giới định huệ Cho nên Nếu như không hiểu Cái đạo lý này Như Phật đã nói Nhân giới được định Nhân định mà khai huệ sau khi khai trí huệ rồi thì chuyển phiền não thành bồ đề. Nghiệp chướng lúc này mới được tiêu trừ. Nếu không đạt được mục tiêu này thì vô cùng khó rồi. Nói thật ra ở thời đại hiện nay của chúng ta muốn nhổ trừ hết thảy nghiệp lực tình chấp thì quá khó trước hết bạn phải tự hỏi chính mình trước bạn còn có chấp trước hay không bạn còn có thất tình ngũ dục không ở trong hoàn cảnh nhân sự hoàn cảnh vật chất còn ưa thích không còn chán ghét không nếu có những thứ này Thì viên phức lớn rồi Bạn diệt không nổi Cho nên đáp án là Khẳng định vẫn có Nếu không có Thì bạn là Bồ Tát Tái Lai Bạn không phải là Phạm Phu Phạm Phu thì chắc chắn có Cho nên Phật rất từ bi Ngài biết thời kỳ mạt Pháp Phiền não tập khí rất nặng Sức mạnh dụ hoặc của ngoại duyên vô cùng lớn Không có cách gì liễu sanh tử xuất tam giới Cho nên mới đặc biệt vì chúng ta mà mở ra Pháp môn đới nghiệp giảng sanh Ngoài pháp môn này ra Nếu như dùng pháp môn khác Thì khó rồi Chân thật là khó Thế nhưng đối nghiệp giảng sanh So với 8 dạng 4 ngàn pháp môn Tuy có dễ hơn Nhưng trên thực tế cũng không dễ dàng Bởi vì những pháp môn đó Đều phải đoạn phiền não Phiền não tập khí của bạn không đoạn Thì bạn không có cách gì Pháp môn này Chỉ cần có năng lực cống chế được phiền não Không để nó phát tác là được rồi Việc này dễ hơn nhiều rồi Bạn có thể khống chế được hay không? Nếu bạn khống chế không nổi Thì vẫn không thể giảng sanh Vậy làm thế nào có thể khống chế được vậy? Quan trọng nhất vẫn là hiểu rõ lý Thành thật mà nói Gọi là Phật độ người có duyên Người có duyên có hai loại Loại người thứ nhất Là có trí huệ Họ hiểu rõ Người này dễ độ Loại người còn lại Là thật thà Mặc dù họ không biết gì Nhưng bạn dạy họ Niệm một câu a di đà Phật Họ tuyệt đối sẽ không xen tập một vọng niệm nào Ở trong đó Đó là người thật thà Người thông thường chúng ta không thật thà Sao lại nói không thật thà vậy Niệm Phật vọng niệm rất nhiều thì không thật thà còn khởi vọng tưởng thì cũng không thật thà không thật thà thì không thể thành tựu cho nên bạn phải biết người thông minh thì ít người thật thà cũng ít đại đa số đều ở trong một khoảng này không thật thà tự cho mình là thông minh tự cho mình là giỏi giang sau cùng đều để lỡ cả đời điều này chúng ta không thể không biết Học thật thà cũng không dễ dàng Khi xưa thầy của tôi là Lão cư sĩ Lý Bình Nam đã nói với tôi Thầy muốn học thật thà Học suốt 4, 50 năm cũng không học được Bạn mới hiểu thật thà quả thật là việc không dễ dàng Nếu không thể thật thà Thì học kinh giáo Học kinh giáo thì đạo lý đều thông đạt thấu tỏ rồi dần dần sẽ thành thật mới biết thực sự phải buông xuống buông xuống là đúng không phải sai từ trên kinh giáo mà hiểu rõ ràng hiểu thấu xuống đây là một con đường trên kinh giáo người trung thượng căn thực sự đều có phận sự việc này cho nên khi chúng tôi nghĩ đến chỗ này thì thường hay nghĩ đến Tổ tiên xưa của chúng ta chân thật là kiệt xuất Họ có 24 chữ đã trở thành chân ngôn Chân lý Vĩnh hằng bất biến 24 chữ này là gì? Tám câu đầu tiên trên tam tự kinh nhân chi sơ tánh bổn thiện bạn phải tin tánh người vốn thiện chữ thiện này không phải là thiện của thiện ác thiện của thiện ác cũng không phải là thiện pháp là nhiễm pháp không phải là tịnh pháp thanh tịnh rồi thì lìa khỏi thiện ác hai bên đó mới gọi là chân thiện cho nên tánh vốn thiện tánh tương cận tập tương diễn về mặt tánh mà nói mọi người đều như nhau tương cận là chúng sanh cùng phật không khác biệt tập tương diễn tập là thói quen tập tánh tập tánh có khác biệt lớn người xưa thường nói gần mực thì đen gần đèn thì sáng nói cách khác bạn sẽ bị hoàn cảnh ô nhiễm ô nhiễm chính là có thiên ác cho nên mạnh tử nói là tánh thiện Tương tử nói tánh ác Cái nào cũng là thiện của thiện ác Đó không phải là bổn thiện Nhất định phải biết điều này Đó là nói về tập tánh Khổng tử nói bổn tánh Mạnh tử, tương tử đều là nói tập tánh Bởi vì có tập tánh Cho nên giáo dục mới quan trọng Tiếp theo là Cậu bất giáo tánh nải thiên bạn không dạy dỗ họ thật tốt Bạn không dùng thứ tích cực để dạy họ Thì họ sẽ học thứ tiêu cực Dù thế nào thì con người từ khi sanh ra đến khi già chết Ngày ngày đều đang học Không học cái tốt thì học cái xấu Ngày ngày đang học tập Giáo chi đạo quý dĩ chuyên Tám câu 24 chữ này là Chân ngôn bạn chân thật có thể hiểu được Cả đời này chân thật Nương theo nguyên tắc chỉ đạo tối cao này học tập Thì không ai mà không thành công Cho nên học tập phải chuyên Tinh chuyên Không được học tạp Không được học nhiều Vì sao vậy? Học nhiều học tạp Thì không tương ưng với giới định quệ Bạn nhất định không đạt được Bạn học một môn nhất môn thâm nhập trường kỳ huân tu trong đây có giới có định có huệ một môn thì dễ đắc định sau khi định rồi thì khai trí huệ trí huệ thì có thể học một biết mười tuy bạn chưa học qua nhưng vừa tiếp xúc thì bạn hết thảy đều hiểu rồi không có gì không hiểu vì sao vậy trí huệ khai rồi trí huệ là từ định mà khai không phải trí huệ là do đọc nhiều sách mà có được không có đạo lý này Học nhiều đi nữa, đọc nhiều đi nữa Đó gọi là thương thức Thường thức của bạn phong phú nhưng không có trí huệ Điều này nhất định phải hiểu Cho nên nhất định phải một môn thâm nhập Duy chỉ có giới định huệ mới có thể giải quyết được vấn đề Bạn kiên trì ngày ngày tụng kinh niệm Phật sám hối Tu sửa bản thân Thử hỏi chính mình có phải là chân thật tu sửa bản thân chưa? Tu sửa bản thân tu đến trình độ nào Thì bạn mới có thể nhổ trừ hết thể nghiệp chướng Phải tu đến tiêu chuẩn như thế nào Bốn câu nói trên Kinh Kim Cang là tiêu chuẩn Tu được vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng Thì nghiệp chướng được tiêu trừ Nếu ngã cũng không còn nữa thì nghiệp chướng nằm ở đâu Chỉ cần có ngã thì là có nghiệp chướng Ngã là có nghiệp chướng Nếu ngã không còn nữa thì nghiệp chướng cũng là không khi nào thì bạn có thể làm được vô ngã đạt được cái tiêu chuẩn này thấp nhất là người nào tu đà hoàng là thấp nhất mà chứng quả rồi sơ quả tiểu thừa cao hơn là a la hán đây đều là ở tiêu chuẩn này bốn tướng đều phá rồi nếu không phá bốn tướng thì bạn tu hành thế nào cũng không được điều là giả công phu không đủ cho nên sự việc không dễ như vậy chúng ta ngàn vạn lần đừng sanh hiểu lầm đối với phật pháp không đạt được mà tự cho mình đạt được đây là sai lầm chân thật phải học chúng tôi thường hay nói là ba cái căn bản nho thích đạo trước hết bạn học cấm gốc thật tốt đệ tử quy là gốc của nhà nho có thể nói là căn bản nhất tiếp đó là cảm ứng thiên của đạo gia có thể có hai nền tảng này hai thứ này đều làm được làm được một trăm phần trăm thì thập thiện nghiệp đạo sẽ không có vấn đề gì làm được rất dễ dàng Thập thiên nghiệp đạo là gốc của nhà Phật Vào thời xưa Không có nền tảng thập thiên nghiệp đạo Thì không được Truyền tam quy ngũ giới Bạn xem tam quy ngũ giới Sư phụ truyền giới vừa mở miệng thì Thiện nam tử, thiện nữ nhân Chữ thiện này là có tiêu chuẩn là thập thiên nghiệp đạo Thập thiên nghiệp đạo hết thảy bạn làm được rồi Thì bạn mới là thiện nam tử thiện nữ nhân Tam quy ngũ giới này mới có hiệu quả Bạn chân thật có thể đạt được Nếu bạn không phải là thiện nam tử thiện nữ nhân Thì cũng chính là không làm được thập thiện nghiệp đạo rồi Thì việc truyền tam quy ngũ giới là Hữu danh vô thực Trong Phật Pháp chúng ta gọi là danh tự quy y gọi là kết duyên tam quy kết một cái duyên với bạn trên thực tế có hay không không có tam quy bạn cũng không có ngũ giới cũng không có các bạn nghĩ xem tam quy tam quy nghĩa là gì quy y phật là giác mà không mê quy là quay về y là nương tựa phật ý nghĩa là giác ngộ từ mê hoặc quay về tự tánh giác bạn có thể làm được không Nếu bạn không có thập thiện nghiệp đạo Thì bạn không làm được rồi Có nền tảng thập thiện nghiệp đạo Thì bạn mới có thể hướng đến mục tiêu Mà nỗ lực tinh tấn này Quy y Pháp Pháp là chánh tri, chánh kiến Ngược lại với chánh tri, chánh kiến Là tà tri, tà kiến Nói cách khác từ tà tri tà kiến quay đầu lại Nương vào chánh tri chánh kiến Gọi là quy y pháp Tăng không chỉ là nói người xuất gia Người xuất gia là hình tượng Tăng là nói thanh tịnh Sáu căn thanh tịnh Một mấy trần cũng không nhiễm Chúng ta từ ô nhiễm quay đầu nương tựa tâm thanh tịnh Nương tựa hạnh thanh tịnh để gọi là quy y tăng có thể thấy ở đây vừa mở đầu đã đem phương hướng mục tiêu tu học truyền thọ cho bạn rồi viên mãn của tam quy y chính là vô thượng chánh đẳng chánh giác vừa bắt đầu học đã đem phương hướng mục tiêu dạy cho bạn giống như trên tam tự kinh vậy vừa mở đầu câu đầu tiên là nhân chi sơ tánh bổn thiện đã nói với bạn điều này tương lai việc tu học cả đời bạn chính là hy vọng đạt được khôi phục đến bổn thiện trong phật pháp nếu nói tam quy y viên mãn rồi thì bạn thành phật quả cứu cánh mục tiêu của bạn đã đạt được thật không dễ dàng tu học như thế nào nhất định phải từ giới luật trì giới mà tu định Trì giới Tâm thanh tịnh chính là định Tâm thanh tịnh khởi tác dụng chính là trí huệ Trên Kinh Kim Cang nói rất hay Tính tâm thanh tịnh tác sanh thực tướng Hai tuần gần đây của chúng ta Ở trong Phẩm hiền thủ của Kinh Hoa Nghiêm Toàn bộ đoạn Kinh Văn này là nói đến tính đối với ý nghĩa của chữ tính này bạn phải hiểu rõ phải biết cảnh giới phải hiểu làm sao để học tập nó có lợi ích công đức thù thắng như thế nào ở đầu kinh văn này nói rất tương tận nói rất rõ ràng sau khi bạn học rồi bạn mới hiểu là bình thường chúng ta cứ tự cho mình là tính rồi tiêu chuẩn của chữ tính này quá thấp so với điều mà trên kinh nói thì cái tin này của chúng ta cũng không có điều này không thể không biết chân thật muốn tu học thì nhất định phải từ đệ tử quy mà bắt đầu từ cảm ứng thiên mà bắt đầu từ thập thiện nghiệp đạo mà bắt đầu làm câu hỏi thứ hai trước khi chính mình chưa tu thành công có nên hết sức giữ gìn hoàn cảnh thanh tịnh thì ít tiếp xúc với người ngoài được không đây là nguyên tắc có thể giữ gìn hoàn cảnh thanh tịnh ít tiếp xúc với người ngoài đây là phước báo bạn có phước báo lớn như vậy không nếu bạn không tìm người ta thì người ta cũng tìm bạn đâu có cách gì khác giống như chúng ta sống ở thành phố hồng kông này vậy thành phố này không thanh tịnh quá nhiều người không khí không tốt môi trường sống người nước ngoài nói đây là khu vực có môi trường sống tệ nhất trên toàn thế giới một khu vực nhỏ như vậy mà chen chúc quá nhiều người chúng ta đến trung quốc cũng là quá đông người môi trường của thành phố đều không tốt chỉ còn lại nông thôn các bạn nhìn xem môi trường sống của người nước ngoài tốt hơn so với nước ta đương nhiên nhân khẩu không nhiều như trung quốc ít nhất mở một nhà đều có sân trước sau đều có sân có không gian sống ở hồng kông là sống trong chuồng chim bồ câu thật là quá khổ giá tiền đất đai nhà cửa ở nơi này thật sự là tất đất tất già Gần đây học viện tại Úc Châu của chúng ta mua hai mảnh đất, đồng học gọi điện nói với tôi. Có một mảnh đất cách học viện hiện nay của chúng ta khoảng 20 phút lái xe. Diện tích đất 160 mẫu Anh. Một mẫu anh là hơn 4.000 mét vuông Tức khoảng hơn 64 hecta. Mảnh đất còn lại Lớn bằng một nửa 80 mẫu anh Tức là hơn 32 hecta. Giá tiền của hai mảnh đất này Gần tương đương Một mảnh là 170.000 đồng Một mảnh là 180.000 đồng Tôi thấy rất kỳ lạ Hai mảnh đất diện tích khác xa nhau như vậy Vì sao giá tiền lại như nhau Họ mới nói với tôi Một miếng thì cách xa thành phố Một miếng thì ở gần thành phố Có khoảng cách gần thành phố hơn Điều này không có gì lạ Giá tiền thì bao nhiêu Tính ra tiền Hồng Kông Có lẽ khoảng Hai ba triệu đô la Hồng Kông bạn xem rẻ biết bao Nhà ở nơi đó Nhà cửa nơi khu vực tôi sống Dương của mỗi hộ gia đình là bao lớn Là 10 mẫu anh Một mẫu anh là Hơn 4.000 mét vuông Một nhà là hơn 40.000 mét vuông Một gia đình như vậy Bạn nói xem họ ở thoải mái biết bao Tự tại biết bao Tôi ở đó Xây dựng một căn nhà nhỏ Chính mình sinh sống tu hành Ở đây cũng có rất nhiều đồng học đến xem qua Tôi mua ba mảnh đất rồi Xây một căn nhà nhỏ Cho nên dương nhà của tôi lớn gấp ba lần của hàng xóm Họ chỉ bằng một phần ba của tôi Là ba mươi mẫu anh Ba mươi mẫu anh là một trăm hai mươi ngàn mét vuông sống như vậy thì gọi là đời sống của con người ở đây sống quá khổ sở cho nên con người phải sống thật hạnh phúc mục tiêu của con người là phải hạnh phúc không phải là kiếm tiền bạn kiếm nhiều tiền như vậy cả đời đến sau cùng đều muốn chết vì mệt rồi vì ai mà kiếm tiền vậy quan niệm này đã sai rồi Đạo lý này không thể không biết Hãy ra ngoài xem thử Các vị sẽ hiểu rõ Cho nên môi trường sống Vẫn là ở làng quê tốt hơn Úc Châu nơi này đặc biệt Diện tích đất đai rộng lớn Không khác nhiều so với Trung Quốc đại lục Nhưng nhân khẩu chỉ có 20 triệu người Cho nên đất đai không ai cần Quá nhiều rồi Đất đai không đáng tiền lại đi vào sâu thêm 20 phút lái xe nữa Đất đai ở đó càng rẻ hơn Vô cùng rẻ Đây là nói đến môi trường sống ở nước ngoài Diện tích của mỗi nhà Trong thành phố chúng tôi ở là Diện tích tiêu chuẩn của mỗi một nhà Đây là tính ra mét vuông Là một ngàn mét vuông cho nên nếu bạn tự xây một căn nhà Nhiều lắm là 200 mét vuông Sân dương của người Hoa chúng tôi ở Không trồng hoa Chúng tôi chỉ trồng rau Chỉ là trồng rau Cho nên người Hoa đều có giường rau Việc cung ứng rau không thành vấn đề Chỗ đó của tôi rộng rãi Cho nên có giường rau rất lớn Có thể cung cấp cho 300 người ăn Mỗi ngày có thể cung cấp cho 300 người Cho nên sự thanh tịnh của môi trường này Là không dễ Vô cùng vô cùng khó Câu hỏi thứ ba Nếu chứng ngộ rồi thì chính mình có biết được không? Biết Cảnh giới khi chính mình chứng ngộ Thì chính bạn sẽ rõ ràng Nhưng đôi khi cũng cần mời người ấn chứng nhưng ở trong thời đại này người ấn chứng không còn nữa tự bạn sẽ rất rõ ràng câu thứ tư làm sao để gấp rút giữ gìn tâm địa thanh tịnh làm sao để nhanh chóng tăng trưởng định lực khiến chính mình không bị cảnh giới bên ngoài ảnh hưởng để dư như, như bất động bạn hỏi những vấn đề này thì cả đời bạn nhất định sẽ không đạt được vì sao vậy Nếu thật sự bạn đạt được Bạn sẽ không hỏi tôi rồi Bạn hỏi tôi thì bạn nhất định không đạt được Bạn vẫn có nhiều vấn đề như vậy Nghi hoặc của bạn chưa đoạn Cho nên chân thật phải dụng công thật tốt Bạn muốn hỏi phương pháp dụng công như thế nào Đó là nghe kinh nhiều Để hiểu rõ đạo lý trong kinh Học tập hiện nay Thuận lợi gì khoa học kỹ thuật phát triển thật sự là khoa học kỹ thuật tiến bộ mỗi ngày đây là thật tuần trước ở đài loan có một số đồng tu đến mang theo một số máy móc đến đây cho tôi xem truyền hình băng thông đã mở ra rất rộng rồi nhưng hiện nay vẫn chưa thể thúc đẩy bởi vì loại truyền hình này phải bổ sung thêm một số thiết bị thì máy này mới có thể thu được. Chi phí của truyền hình băng thông rộng thì là thấp. Tôi đang nghĩ là mà đến 5 năm nữa thì sẽ rất là phổ biến. Nó sẽ thay thế truyền hình vệ tinh. Chi phí của truyền hình vệ tinh quá cao. Truyền hình băng thông rộng tiếp sống rất dễ dàng thuận tiện trước đây tôi thường hay nói tivi tương lai sẽ giống như là bao thuốc lá vậy giống như cái danh thiếp bỏ vào trong túi lấy ra thì có thể bắt sống hiện nay cái này đã phát triển thật rồi có thể bắt được sống của bất kỳ kênh truyền hình nào trên khắp thế giới nó đều có thể bắt sống được có chỗ tốt hay không không có chỗ tốt sao lại không có chỗ tốt ô nhiễm nghiêm trọng <laughs> nếu bạn xem đủ thứ động loạn thì đầu óc của bạn thành một mớ hỗn độn rồi nhất định không có chỗ tốt nếu nó cũng có thể phát nhãn kinh phát niệm phật vậy thì tốt vậy thì quá tốt rồi cho nên cái này phát triển tương lai tôi tin là tôn giáo nhất định sẽ dùng cái này để hoàn pháp dùng những công cụ này để hoàn pháp Tự nó chỉ cần thiết Lập một trạm phát sóng là được rồi Trạm phát sóng này chi phí thấp hơn rất nhiều so với giới. Thành lập truyền hình vệ tinh Cái này người thông thường đều có thể phụ trách được Đạo tràng đều có thể phụ trách Diện tích vũ sống là toàn thế giới Khắp nơi đều có thể xem Đều có thể nghe thấy Hơn nữa suốt 24 giờ Bất luận ở nơi nào Bởi vì máy truyền hình ở trên tay Nằm ở trong túi Vô cùng là thuận tiện Giống như hiện nay dùng điện thoại di động vậy Năm năm sau Những thứ mới mẻ này đều sẽ xuất hiện Hôm đó cho tôi xem Tôi nói việc này chưa hẳn là việc tốt Phải cẩn thận về chừng Nếu như Nội dung phát sóng là ô nhiễm Vẫn là những thứ như sát đạo dâm vọng Bạo lực sắc tình thông thường như hiện nay Tôi nói tội lỗi đó đều là A tỳ địa ngục Điều này không thể không cẩn thận Câu hỏi tiếp theo Mùa hè rất nóng Khi ăn cơm cùng cơ quan Thì liệu có thể uống một chút bia Không độ được không tôi nghe nói hình như hiện nay ở bắc kinh có cả bia chay là bia chay nhưng những thứ này không phải là thứ tốt phạm là những đồ đóng chai những đồ uống này đều có thành phần hóa học ở trong đó Thực sự chẳng an toàn bằng uống nước lọc Thế nhưng hiện nay thật phiền phức Nghe nói hiện nay ngay cả trong nước khoáng Cũng có thành phần hóa học Đến đâu để tìm nước sạch đây chứ Không còn nữa rồi đây là sự chiêu cảm cộng nghiệp của người hiện nay Thật là đáng thương Trên Kinh Vô Lượng Thọ đã nói là Ăn đắng uống độc trên kinh đã nói xã hội của chúng ta hiện nay đúng thật là như vậy Ăn đắng, ăn đúng là đắng, uống đúng là độc Cho nên thứ an toàn nhất là tự mình trồng Tự trồng trọt đây là an toàn nhất Chúng ta không dùng phân bón, không dùng thuốc trừ sâu Phương pháp canh tác của chúng ta vẫn là dùng cách của người xưa Dùng sức người để làm Phân bón chúng ta dùng là phân hữu cơ Chính là rau Lá cây phân quỷ Đào một cái hố rồi đổ dọc trong Để cho nó lên men tự nhiên Đại khái khoảng sau 3 tháng Thì biến thành phân hữu cơ Dùng cái này nên là phân tự nhiên Dùng loại phương pháp này Khó Thật không dễ dàng Nông dân Trồng lúa Trồng rau đồ của họ ăn thì trồng ở một luống khác đồ để bán lại trồng riêng một bên đồ để bán thì phát triển vô cùng tươi tốt thuốc trừ sâu cũng nhiều phân hóa học cũng nhiều nhìn thì rất bắt mắt đồ của chính họ ăn thì trông không đẹp nhưng nó sạch sẽ trong đó không có thuốc trừ sâu đây là khi chúng tôi đến nông thôn để xem họ đều thẳng thắn nói với tôi là thưa pháp sư rau đó không thể ăn rau đó là để bán bên ngoài Tôi nói đây là mưu tài hại mạng rồi Câu hỏi tiếp theo Để tu tâm thanh tịnh được tốt hơn Thì làm quan tốt hay là không làm quan tốt hơn Nên nghỉ hưu trước hay là đến sau 55 tuổi mới nghỉ hưu Duyên phận mỗi người không như nhau nhưng sau khi nghỉ hưu tôi xem thấy rất nhiều người nghỉ hưu sau khi nghỉ hưu thì viên não nặng hơn phải nên học phật thật tốt trước khi nghỉ hưu thì bạn mới có nền tảng sau khi nghỉ hưu thì bạn trực tiếp bước vào trạng thái thâm nhập như vậy thì vô cùng tốt vì thì nhất định có lợi ích hiện nay chẳng chịu học đến khi nghỉ hưu mới học vậy thì quá muộn rồi vì sao vậy vọng niệm của bạn quá nhiều tâm của bạn không thể chuyên cũng không thể an tĩnh cho nên thật không dễ thành tựu con người hỏi trên kinh nói có thể niệm thánh hiệu Niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam thập lục dạng ức Nhất thập nhất dạng cửu thiên Ngũ bách đồng danh a di đà Phật Sao niệm nhiều thế quá dài dòng Có thể tương đương nhiều tiếng Phật hiệu Xin hỏi thật là có như vậy không? Có thể niệm như vậy hay không? bạn là vẫn chưa học phật vẫn chưa niệm phật nên mới học kiểu đầu cơ trục lợi cho dù thật hữu dụng thì tâm của bạn là tâm cầu may chẳng hữu dụng với bạn hữu dụng với người khác nhưng không hữu dụng với bạn rồi Bạn cần gì phải niệm câu này Niệm câu này càng phiền phức Niệm quá nhiều chữ Tận hư không khắp Pháp giới Đồng danh hiệu là a di đà Phật Dễ niệm hơn Vẫn tốt hơn so với câu kia Câu kia vẫn có chữ số Câu này của tôi không có số Cho nên các vị nhất định phải biết Niệm Phật là Phải niệm bạc đi Vọng tưởng tạp niệm của chính mình Đó là công phu Vậy mới hữu ích cho nên người biết niệm Phật thì hiểu được Ý niệm vừa khởi Thì người xưa nói là không sợ niệm khởi Chỉ sợ giác chậm Niệm là gì? Niệm là vọng niệm Thiện niệm cũng vậy, ác niệm cũng vậy Hết thảy đều là vọng niệm Ý niệm vừa khởi lên thì nhanh chóng Niệm A-di-đà Phật Câu Phật hiệu này đánh bạc đi ý niệm đó Đây gọi là công phu Nhất định không để vọng niệm khởi lên Phải đề khởi chánh niệm của mình nếu không khởi vọng niệm Cũng không niệm Phật hiệu Vậy thì cũng được Điều là thuộc về chánh niệm Tâm của bạn là tâm thanh tịnh Là tâm chân thành Chính là tâm bồ đề mà chúng tôi nói Tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng giác, hiện tiền Công phu như vậy mới đắc lực Người thông thường hiện nay niệm Phật Phật Hiệu niệm được nhiều rồi Vòng tướng tạp niệm cũng rất nhiều trong đại thế chí bồ tát niệm phật viên thông chương bồ tát và chúng ta bí quyết niệm phật là thâu nhiếp sáu căn tịnh niệm liên tục thâu nhiếp sáu căn là gì là thâu nhiếp tâm lại tâm của chúng ta ở nơi mắt thì nhìn ở nơi tai thì nghe bạn thâu nhiếp kiến văn giác tri lại không được duyên theo bên ngoài không hướng ra bên ngoài đây gọi là thâu nhiếp sáu căn nói thật ra trong nhà nho học vấn của pháp thế gian cũng là đạo lý này mạnh tử nói đạo học vấn chẳng gì khác chỉ là tìm lại cái tâm đã mất đi mà thôi cùng ý nghĩa với câu này đạo học vấn là gì là thu cái tâm từ bên ngoài vào là ý nghĩa này Phóng tâm ra bên ngoài Nghĩ đông nghĩ tây Nghĩ quá khứ Nghĩ dị lai Đó đều là sai lầm Cho nên thu cái tâm lại Tịnh niệm liên tục Bạn hãy chú ý chữ tịnh Tịnh là gì? Bạn sen tập thì không tịnh rồi Bạn niệm Phật mà trong đầu vẫn nghĩ đông nghĩ tây Vậy thì không thanh tịnh rồi Có hoài nghi thì không thanh tịnh không hoài nghi không xen tạp nó gọi là tịnh niệm liên tục là không gián đoạn không nhất định nói phật hiệu không gián đoạn mà là công phu này không được gián đoạn chính là không hoài nghi không xen tạp không được có những thứ này bạn phải giữ gìn công phu này công phu này nếu không gián đoạn vậy mới sanh ra sức mạnh vậy mới gọi là công đức cho nên nếu bạn hiểu đạo lý này thì không phải ở chỗ niệm phật nhiều hay là ít niệm phật nhiều đi nữa có tác dụng gì chứ đại đức xưa thường nói miệng niệm di đà tâm tán loạn đau mồm rác họng cũng uổng công khi nào niệm đến mức tâm địa chính mình thanh tịnh rồi thì câu phật hiệu sẽ hữu dụng và chú trọng điều này Đây mới là chánh niệm Điều này không thể không biết ừ. Tiếp theo là câu hỏi thứ 8 Ở khu vực nội Mông Cổ Khi đưa người chết đến nơi hỏa táng Thì dương tràng phan bảo cái lên Phía trên có danh hiệu Phật Bồ Tát Xin hỏi như vậy có dư pháp không? Nên làm như thế nào Để có thể khiến thân nhân người chết xanh khởi tính tâm đây là phong tục tập quán mỗi nơi mỗi khác tập quán của người thân bạn bè ở nơi nào thì phải dùng phong tục ở nơi đó để mà làm vì thì trong tâm mọi người đều hoa nghĩ nếu muốn dùng phong tục của nơi khác Trước hết bạn phải giải thích rõ Nếu không giải thích rõ thì người khác sẽ thấy lạ lùng Phải hiểu điều này Vì thì Người thân làm sao có thể sanh khởi tính tâm được vậy? Đối với người chết Có liên quan rất lớn Nếu người chết tu hành như Pháp thì lúc ra đi tướng lành hy hữu mọi người thấy rồi sẽ sanh khởi tính tâm còn có rất nhiều cảm ứng cũng đủ khiến người ta sanh khởi tính tâm đối với người thân quyến thuộc của mình nhất định phải biết giúp đỡ người mất cổ đức Có một quyển sách nhỏ gọi là Sức chung tân lương Chuyên môn giải thích rõ ràng Một số lý luận và phương pháp cần chú ý Đối với việc trợ niệm giảng sanh Quyển sách này Viết bằng văn ngôn văn xúc tích Người hiện nay xem rất khó khăn Những năm dân quốc cũng có người làm lại dùng văn bạch thoại để viết lại gọi là sức chung tu tri vậy thì dễ đọc hơn hiện nay chúng ta xem có thể hiểu được rồi quyển sách này lưu thông cũng rất rộng ở các đạo tràng thông thường cũng có thể tìm thấy phải đọc nhiều những quyển sách này phải có một số kiến thức thông thường này công đức trợ niệm không thể nghĩ bàn Trong đối thoại của Lão Pháp Sư Giới phóng viên có đề cập đến Phật giáo không phải là tôn giáo Nhưng trong xã hội nói chung Vẫn cho rằng Phật giáo là tôn giáo Nếu không thì không gọi là Phật giáo nữa Xin hỏi câu này lý giải như thế nào ạ? À? Điều này hình như là câu hỏi của Hà Thủ Tính Ở truyền hình ATV Phật giáo vốn dĩ không phải là tôn giáo, điều này chúng tôi nói quá nhiều rồi. Phật giáo là giáo dục. Thích Ca Mâu Ni Phật cả đời thị hiện. Sau khi giác ngộ rồi, thì ngài bắt đầu dạy học, dạy học cả đời. Điều này mọi người đều biết. cả đời Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh hơn 300 hội, thuyết pháp. 49 năm. Từ năm 30 tuổi, ngài là 79 tuổi thì viên tịch. 79 tuổi. 49 năm. Vậy suốt 49 năm. Hơn 300 hội giống như hiện nay chúng ta đang tổ chức lớp học, tổ chức lớp học hơn 300 lần quy mô mỗi lần lớn nhỏ không như nhau thời gian ngắn dài cũng không như nhau có khi một lần giảng suốt mấy năm mới kết thúc có khi một lần chỉ có mấy giờ đồng hồ những năm thế tôn còn tại thế bất luận là dạy học cho đại chúng hay là cá nhân thỉnh giáo với ngài ngài đều giảng kinh giải đáp cho họ Như vậy bạn có thể cảm nhận được Ngài giảng kinh suốt 49 năm Đúng thật là không gián đoạn Hơn nữa phần lớn thời gian Mỗi ngày đều là Dạy học Không khác gì khổng tử ở nước ta Khổng tử dạy học 5 năm Phật dạy học là 49 năm Trong các cổ thánh tiên hiền Ở Đông Tây Phương này Thời gian Thích Ca Ni Phật dạy học là dài nhất Vì chúng ta hiểu được những tôn giáo khác Ngài Mohammed của Hồi giáo dạy học 27 năm Chúa Giêsu dạy học 3 năm Thì Ngài bị người ta hại chết Cho nên thời gian dạy học của Phật là dài nhất Hay nói cách khác, kinh nghiệm phong phú nhất Trí huệ cũng viên mãn nhất chúng ta học Phật Chính là phải học Thích Ca Mâu Ni Phật Thầy của tôi là Đại sư Chương Gia Vừa bắt đầu Thì Ngài bảo tôi đọc Thích Ca Phổ Thích Ca Phương Chí Hai loại sách này Là trước tác của người thời đường Là truyện ký về Thích Ca Mâu Ni Phật Nội dung của sách Đều là từ trong kinh giáo Mà trích lục ra Đúng thật là thuật nhi bất tác Toàn là kinh văn ở trong kinh điển Nói về cả đời của Thích Ca Mâu Ni Phật Sau khi chúng tôi đọc xong Thì mới biết Ngài là Một học giả Ngài là một nhà giáo dục Dùng lời của người hiện nay mà nói Cả đời Ngài làm việc gì chính là giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa mà người hiện nay hay nói nói theo người hiện đại thì ngài là nhà giáo dục thân phận của ngài chính là người làm công tác tình nguyện giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa ngài dạy học là tình nguyện ngài không thu học phí dạy học không phân biệt ai bất luận là người nào không phân quốc gia không phân dân tộc cũng không phân tôn giáo cho nên thời đó ấn độ có rất nhiều tín đồ các tôn giáo đều là học tập với ngài bạn xem ngài cũng không bảo người ta phải thay đổi tôn giáo không có bạn là bà la môn thì vẫn là bà la môn không có bảo người ta thay đổi tôn giáo họ đến là để học còn tôn giáo là một việc khác chúng ta ở trong kinh hoa nghiêm xem thấy có bà la môn bà la môn giáo là sớm nhất trong kinh hoa nghiêm còn xem thấy có ngoại đạo biến hành để đều là tôn giáo khác tôn giáo khác có tín đồ có thầy truyền giáo cho họ, có trưởng lão của họ đến nghe Phật giảng kinh, người học tập với Phật rất nhiều, đều không thay đổi tôn giáo, đa nguyên văn hóa mà người hiện nay chúng ta nói thích ca mâu ni Phật ở ba ngàn năm trước đã làm rồi, đã thực hiện rồi, điều này chúng ta không thể không biết. Hiện tại phổ biến cho rằng Phật giáo là gì? Phật giáo thực sự đã biến thành tôn giáo rồi Bạn xem những nghi thức tôn giáo hàng ngày này Là phục vụ cho người chết Thích Ca Mâu Ni Phật không vì người chết mà phục vụ Mà vì người sống phục vụ Đây là dạy học Từ trước đến nay chưa từng vì người chết mà phục vụ phật giáo truyền đến trung quốc mấy nghìn năm trước những pháp sư đại đức học phật này cũng không vì người chết mà phục vụ điểm này các vị phải hiểu phật giáo truyền đến trung hoa là giáo dục là dạy học bạn xem nơi làm việc của họ gọi là tự bạn phải hiểu được tự là gì tự là văn phòng làm việc của chính phủ. Các bạn nếu đến Bắc Kinh tham quan, đến cố cung để xem thử xem, bạn sẽ hiểu được ngay. Trong cố cung bạn xem thật kỹ xem, có chín cái tự, tự là cơ quan do hoàng đế trực tiếp quản. Vì sao gọi là tự Tự là dính diễn không thể thay đổi Dính diễn truyền xuống Tổ chức này mới gọi là tự Dưới quyền trực tiếp của hoàng đế Cơ quan dưới quyền quản lý của tể tướng Gọi là bộ Nói thật ra Tự tương đương với bộ Nhưng vẫn cao hơn một chút Vì sao vậy? Tự là dưới quyền quản lý của hoàng đế còn bộ là dưới quyền quản lý của tể tướng Người quản lý không như nhau Cho nên tự là tổ chức làm việc của chính phủ Trước đây giáo dục là do tể tướng quản lý Gọi là bộ lễ Thời xưa thì gọi là bộ lễ Bộ lễ chính là bộ giáo dục hiện nay Dưới quyền quản lý của tể tướng Sau khi giáo dục Phật đã đến Trung Quốc công tác giáo dục này do hoàng thượng quản lý hoàng thượng cũng quản lý giáo dục hoàng thượng quản lý giáo dục phật đà cho nên tổ chức này gọi là tự không gọi là bộ chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này trước đây ở trong tự làm việc gì khi đó phật giáo vừa mới truyền đến trung quốc việc quan trọng nhất chính là phiên dịch kinh điển giống như cơ quan phiên dịch nhà nước của chúng ta hiện nay là phiên dịch dịch số lượng lớn kinh phật sau khi dịch xong thì dạy học giảng giải lúc đó hoàng thượng cũng đi nghe thật sự là giáo dục sau này tự này được xây dựng nhiều khắp nơi đều có có người xuất gia ở trong tự viện để dạy học giáo hóa chúng sanh Những việc siêu độ này Rốt cuộc là đến như thế nào Hồi mới học Phật tôi cũng hiếu kỳ Hiện tại trong chùa chiền đều làm việc siêu độ này Tôi từng hỏi qua Pháp Sư Đạo An Ở Đài Loan Lão Pháp Sư Đạo An đã qua đời rồi Tôi đã hỏi Ngài Tôi hỏi nó từ đâu đến Vì sao lại có tình trạng này xảy ra Ngài nói với tôi Việc này có thể là từ Thời đường Minh Hoàng Chúng ta biết Đường Minh Hoàng Vào lúc đó An Lộc Sơn tạo phản Gọi là An Sử Chi Loạn Tưởng chừng như mất nước Được sự giúp sức Của một vị đại tướng Là Quách Tử Nghi Nhờ Quách Tử Nghi mà Bình định được sự động loạn này Sau khi bình định ở mỗi chiến trường lớn nhà vua đều cho xây một ngôi chùa gọi là chùa khai nguyên là trong những năm khai nguyên tên gọi chùa khai nguyên là từ đó mà có đây là do quốc gia xây dựng tương tự như chúng ta hiện nay ở đền trung liệt làm lễ tưởng niệm cái này giống như Đại tưởng niệm liệt sĩ Là ý nghĩa này Ước chừng mỗi năm làm pháp hội một lần Quốc gia làm như vậy Nên nhân dân trăm họ liền học theo Tông nhà có người qua đời Đều thỉnh pháp sư đến làm Phật sự này Lúc đó là thỉnh thoảng làm Còn bây giờ thì trở thành Phụ lấn ác chính rồi Trong đền chùa không giảng kinh Cũng không dạy học nữa Chuyên môn làm việc này Vậy thì biến thành tôn giáo rồi Điều này bạn phải biết Cho nên nó đã biến chất rồi Bạn không thể nói Phật giáo hiện nay không phải là tôn giáo Phật giáo đúng thật đã là tôn giáo rồi Vì chúng ta học Phật Chính chúng ta rất rõ ràng Chúng ta không học Phật giáo tôn giáo Chúng ta phải học Phật giáo giáo dục Phải đi theo Thích Ca Mâu Ni Phật Như vậy thì chính xác chính mình chân thật có thể được lợi ích được thọ dụng phật giáo của tôi là do thầy tôi giới thiệu là tiên sinh phương đông mỹ dạy triết học thầy đã giới thiệu phật giáo cho tôi thầy giới thiệu là triết học triết học kinh phật thầy dạy tôi môn học này tôi mới biết kinh phật là triết học Thầy nói với tôi triết học kinh Phật Là cao cấp nhất trong triết học trên toàn thế giới Thầy nói học Phật là hưởng thụ cao nhất của đời người Tôi đã bị hai câu nói này Dẫn vào trong cửa Phật Triết học kinh Phật ở đâu? Ở trong kinh điển Nếu bạn không chịu đọc kinh điển Thì bạn sẽ không biết bạn cũng không đạt được sự hưởng thụ bạn xem câu đầu tiên trong luận ngữ cổng phu tự nói học nhi thời tập chi bước diệt duyệt hộ chỉ duyệt này chính là hưởng thụ tối cao hưởng thụ của việc đọc sách hưởng thụ của việc giác ngộ rõ lý thật sự đã làm cho điều này rõ ràng sáng tỏ rồi từng có người đặt ra câu hỏi thế nào là phật Người học Phật các bạn, Phật có thật hay không? Có Bồ Tát thật không? Bạn đã thấy qua chưa? Các đồng tu bị hỏi không trả lời được. Đến đây nói với tôi. Cho nên tôi đã vẽ ra một bức tranh. Hiện nay đã đem bức tranh này làm thành một đĩa DVD. Vì sao mọi người đã biết Thế nào gọi là Phật Thế nào gọi là Bồ Tát Thế nào gọi là A-la-hán Thế nào gọi là Phàm Phu Trên Kinh Hoa Nghiêm nói rất hay Bạn vốn dĩ là Phật Bạn có tin không? Nếu bạn không tin Bạn làm sao mà thành Phật được? Cho nên bạn phải chắc chắn thừa nhận mình vốn dĩ là Phật Cùng giới trên Tam Tự Kinh Đây là tổ tiên xưa của chúng ta dạy Tánh người vốn thiện Tánh của tôi vốn thiện Tánh của bạn cũng vốn thiện Tánh của họ cũng vốn thiện Vậy thì mọi người đều giống nhau rồi Tánh tương cận Tôi vốn dĩ là Phật Bạn cũng vốn dĩ là Phật Họ cũng vốn dĩ là Phật sau đó trên Kinh Hoa Nghiêm Bồ Tát Phổ Hiền dạy chúng ta Lễ kính chư Phật Bạn sẽ hiểu Đối với bất kỳ ai Cũng tuyệt đối không khinh nhận Không xem thường Bạn nhất định phải tôn trọng họ Tôn trọng chính mình Thì sẽ tôn trọng người khác Không tôn trọng chính mình Thì sẽ không tôn trọng người khác Không yêu thương chính mình Thì sẽ không yêu thương người khác Phải hiểu cái đạo lý này Tôi làm ra đĩa DVD Giúp mọi người dễ hiểu hơn Bởi vì chúng tôi vẽ thì Bạn nhìn thấy vẫn là bốn hình tròn Người ta toạt nhìn thì tưởng đây là bốn người Không phải chỉ là một Không phải là bốn Một hình thì vẽ không ra Cho nên dùng máy vi tính để làm ra Chính là một hình tròn Trên hình tròn này không bị ô nhiễm thứ gì Thì chính là Phật Bạn vốn dĩ không ô nhiễm Hiện nay vẫn là không ô nhiễm cho nên thật đúng là vật không phải là giả ô nhiễm là giả không phải là thật cho nên gọi là vọng tưởng ô nhiễm đầu tiên chính là vọng tưởng trên kinh hoa nghiêm nói vọng tưởng phân biệt chấp trước ba loại ô nhiễm lớn này ô nhiễm vọng tưởng nhẹ nhưng nó bắt đầu có rồi cho nên nếu không dạy cho tốt thì ô nhiễm càng ngày càng nghiêm trọng. Nghiêm trọng thì họ có phân biệt. Đến khi nghiêm trọng nhất thì họ có chấp trước. Cho nên khi có ô nhiễm, có ô nhiễm nhẹ nhất chính là vọng tưởng thì gọi họ là Bồ Tát chứ không phải là Phật. Họ chính là Bồ Tát. Ô nhiễm nặng hơn một bậc thì gọi là A La Hán, không gọi là Bồ Tát nặng hơn nữa thì chính là phàm phu. Cho nên chúng ta hiểu được hiện nay chúng ta là ô nhiễm. Có thật bị ô nhiễm không? Không phải là thật. Chân tánh của mình thật sự không bị ô nhiễm. Cảnh giới bên ngoài cũng không bị ô nhiễm. Cảnh giới bên ngoài là pháp tướng. Pháp tướng là do pháp tánh biến ra. Tánh không ô nhiễm thì pháp tướng cũng không có ô nhiễm. Cho nên ô nhiễm ở bên trong và bên ngoài đều là giả Đều không phải là thật Khi bạn xem hiểu bức tranh này của tôi thì sẽ sáng tỏ Rồi bạn mới biết cần phải tu hành như thế nào Thành tựu ra làm sao Đại sư chương gia dạy tôi nhìn thấu buông xuống Buông xuống chấp trước thì bạn chính là A-la-hán Buông xuống phân biệt thì bạn chính là Bồ-Tát Buông xuống vọng tưởng thì bạn chính là Phật Một chút cũng không sai Phật dạy chúng ta Từ sơ phát tâm đến như lai quả địa Đến quả vị rốt ráo Không có gì khác Chỉ là buông xuống mà thôi Nếu bạn chịu nhất loạt buông xuống Thì khi nào thì có thể thành Phật Một niệm liền thành Phật Đâu có cần thời gian dài chứ Chỉ cần bạn trong một niệm hiểu rõ rồi Bạn buông xuống triệt để Thì liền thành Phật Không thể buông xuống hoàn toàn Chỉ buông xuống một phần thì thành A-la-hán Thành Bồ Tát Là đạo lý như vậy Nếu bạn không chịu buông xuống Thì vĩnh viễn ở trong sáu cõi luân hồi Vậy thì sai rồi Tiếp theo có câu hỏi Những năm gần đây xem thấy một số tăng ni xuất gia Để lại tóc ngắn, mặc trang phục quân đội xin hỏi là đây có phải là một loại cải cách của Phật giáo không? Tôi vẫn chưa nhìn thấy. Tuy nhiên, đúng thật là đã xảy ra biến đổi rồi. Loại biến đổi này, Thích Ca Mâu Ni Phật ở trên kinh điển có nói qua. Đoạn sau cùng của Thích Ca Phổ là lời dự báo của Phật đối với diễn biến Phật giáo sau này Chính là sau khi Đức Phật diệt độ 100 năm 200 năm, 300 năm, 1000 năm, 2000 năm Sẽ biến thành như thế nào? <laughs> 2000 năm sau Áo ca sa nổi trắng Ca sa đổi trắng Bạn phải hiểu ý nghĩa mà Ngài nói Không nhất định là màu trắng không tuân thủ phép tắc của Phật Thì gọi là nổi trắng Phép tắc mà Phật dạy cho chúng ta Y phục của người xuất gia mặc là y nhiệm màu Dùng màu gì để nhượng Đỏ, vàng, lam, trắng, đen Đó là năm màu chính Gồm có màu đỏ màu vàng màu lam màu trắng màu đen đây gọi là năm loại màu chính phật pháp không lấy những màu này phật pháp lấy hỗn hợp năm màu này trộn cùng với nhau đây gọi là hòa hợp người ấn độ gọi là kasa kasa chính là ý nghĩa hỗn tạp cho nên khi ăn cơm bạn xem một bát cơm của ngài. Ngài ra ngoài bưng bình bát, thông thường bưng đến bảy nhà, thức ăn của mỗi nhà không như nhau, đều cho vào cùng một cái bát. Bát cơm này cũng là casa Casa chính là hỗn hợp, chúng ta nói là nồi cơm lớn trộn lại với nhau. Màu sắc của y phục cũng là hỗn hợp. Chất liệu của y phục này cũng là hỗn hợp. Bởi vì trước đây Tài nguyên không dễ gì mà có được Rất khó khăn Dạy dốc không dễ gì mà có được Y phục của người xuất gia là từ đâu Là quần áo của người tại gia Mặc rách rồi Không cần nữa nên nhứt vào thùng rác Thì nhặt lên Nhặt lên đi nhặt vũ sạch sẽ Nhặt nhiều rồi Xem chỗ nào dùng được thì cắt ra Cắt thành từng mảnh từng mảnh Chỗ nào không dùng được thì bỏ đi Giá từng mảnh từng mảnh như vậy là với dao Giá lại thành một bộ quần áo Vì vậy bộ quần áo này là chất liệu không như nhau Màu sắc không như nhau Đương nhiên mặc lên thì trông rất khó coi Nên đem đi nhuộm Nhuộm thành cùng một màu Đây gọi là như pháp Hiện tại thì không như vậy nữa Lấy cả tấm vải cắt ra để may Bạn nói xem như vậy lãng phí biết bao Trước đây là bất đắc dĩ Tuyệt đối không phải là nói bạn cắt tấm giải to Thành những mảnh nhỏ như vậy Không phải vậy Chúng ta phải hiểu cái ý nghĩa này Nhưng hiện nay có một cách làm áo ca sa Là cách làm như pháp Vẫn là một tấm giải Nhưng đem nó vẽ ô vuông vào Vẽ đường thẳng vào Vậy thì được Đây là mang ý nghĩa kỷ niệm Nếu như nói vừa cắt cả tấm giải ra rồi Lại vừa may nó lại Đây là không như pháp Cho nên Mỗi một thời đại Đều có thay đổi Hiện nay chúng ta xem thấy Mặc vào áo hải thanh màu vàng Ca sa màu đỏ Đây đều là màu sắc biến đổi Cái này đều không như Pháp Khi Đức Phật tại thế Không có tình trạng này Hiện nay ngay cả việc vẽ y phục bên ngoài của tượng Phật Cũng là ca sa đỏ bạn nói xem phật nhìn thấy pho tượng này không rơi lệ được hay sao đây là không cung kính đối với phật thời đại đó của ngài mặc màu gì tình trạng như thế nào nhất định phải y theo thời đại đó đây mới là cung kính cung kính đối với ngài câu hỏi tiếp theo đệ tử là một nữ chúng xuất gia có một ngôi chùa ở philippines mời con làm người phụ trách ngôi chùa khác của họ ở hồng kông trong phật đường nhỏ chuyên tu tịnh độ này mọi người đều rất tôn trọng con làm việc gì đều muốn mời con ngồi ghế thượng vị đệ tử rất sợ phước đức của mình không đủ xin hỏi phải nên làm thế nào để trống ghế thượng vị thì được rồi ngồi lệch một chút cũng được thế nhưng bạn đã là người phụ trách một đạo tràng đạo tràng này là đạo tràng tịnh độ vì bạn phải khéo dẫn dắt đại chúng niệm phật nghe kinh vì sao hiện nay phải niệm phật phải nghe kinh vậy họ không nghe kinh thì họ sẽ nghĩ ngợi lung tung cho nên việc nghe kinh vô cùng quan trọng nếu muốn đại chúng trong đạo tràng chân thật có thành tựu thì bạn phải khuyên bảo dẫn dắt mọi người, chính mình phải dẫn đầu mà làm, thực hiện nền tảng tam giáo. Đây là sau khi Phật giáo truyền đến Trung Quốc, bất luận là tông phái nào ở các triều đại, tổ sư của chúng ta thấy đều là học như vậy. Tổ sư Tịnh Độ tông thì bạn càng dễ nhìn ra. Đại sư Liên trì ở trong toàn tập Ngài có công quá cách Thời nhà Minh, nhà Thanh Thì công quá cách Rất là thịnh Bất luận là người xuất gia tại gia Đều dùng cái này để sám hối Để sửa lỗi đổi mới Mà nội dung chủ yếu Chính là Cảm ứng thiên cho nên viên liễu phàm chính là y theo công quá cách này mà sửa lỗi để đoạn ác tu thiện trong nhà phật vẫn là lấy cái này làm nền tảng lấy cảm ứng thiên làm nền tảng cộng thêm một số giáo huấn trên kinh điển điều này chúng ta ở trong liên trì đại sư toàn tập xem thấy rồi cho nên ba nền tảng căn bản này nhất định phải có nhất định phải từ căn bản mà tu hành thì mới chân thật Tự độ độ người Câu hỏi thứ 12 Làm sao để tất cả nhân viên công ty Cùng học tập đề tử quy Cùng ăn chay niệm Phật Bạn phải là chủ công ty Hiện nay Ở trong nước đúng thật là có Đã có mấy chủ doanh nghiệp Đã cử nhân viên của họ Đến tiểu trấn Thang Trì ở Lô Giang để học tập Sau khi học tập rồi Họ về đến công ty Thì dẫn đầu ứng dụng Thu được hiệu quả rất tốt Bạn có thể liên lạc với Trung tâm ở Thang Trì trước Bạn có bao nhiêu người Bạn có bao nhiêu thời gian Họ sẽ sắp xếp khoa học cho bạn Câu hỏi thứ 13 Khi trợ niệm lâm chung và hỏa tán cho người mất Quán tưởng vô cùng rõ ràng Tướng a di đà Phật tiếp dẫn Và hoa sen Xin hỏi người chết có thể giảng sanh hay không? Việc trợ niệm này Là một loại tăng thượng duyên cho người chết có hiệu quả hay không thì phải xem họ có thể theo hay không nếu họ rất vui vẻ mà tiếp nhận sự hướng dẫn của bạn thì họ sẽ có thành tựu nếu như lúc mạng chung vẫn còn lưu luyến thế gian còn lưu luyến tình thân thì họ không đi được rồi thế nhưng đối với người trợ niệm chúng ta thành tâm thành ý tận hết sức của mình thì đây là chính xác cho nên nhất định hai bên phải hợp tác ta giúp đỡ họ nếu họ chịu tiếp nhận thì có thể sanh ra hiệu quả câu hỏi tiếp theo bản thân con là người ăn chay nhưng phải gọi món mặn để thết đãi những người bạn ở xa đến Xin hỏi như vậy thì con có phạm tội sát sanh không? Đây là lỗi không phải tội Không phải do chính bạn sát sanh Thì bạn không có tội này Hiện nay thông thường Chính mình sát sanh tương đối ít Đều là mua những thứ này ở trong siêu thị Đều là giết rồi mang về Cho nên đây là có lỗi Thịt cá hiện nay Nó thật ra là vô cùng đáng sợ Bởi vì Việc chăn nuôi gia súc Đều là dùng thức ăn hóa học Dùng hóc môn khiến chúng lớn rất nhanh, cho nên hết thảy đều là không bình thường. Ăn giàu rồi thì thường sẽ sinh ra rất nhiều bệnh kỳ quái do bệnh từ miệng vào. Sau khi chúng tôi tham quan một số trang trại chăn nuôi gia súc, thì chúng tôi biết sự việc này. Việc này quá đáng sợ. Trước đây nói cái trứng này không phải là trứng có phôi nên có thể ăn được thì còn có lý nhưng hiện nay đến trại nuôi gà xem thử thật là không bình thường cho nên tôi trở về liền nói với mọi người nhất định là không thể ăn trứng gà đẻ trứng không bình thường làm sao biết trứng đó có an toàn hay không tất cả đều mang vi khuẩn gây bệnh hiện nay đúng thật là cộng nghiệp của mọi người ăn uống rất là mất vệ sinh rất không an toàn điều này không thể không biết bạn xem trong đồ ăn chay nông dân trồng rau bản thân họ không ăn họ bán cho bạn ăn sự việc rất phiền phức nói chung là phải hết sức cẩn thận rau mua về nhất định là phải rửa sạch nhiều lần không được ăn sống nhất định phải nấu chín rửa nhiều lần tụng kinh niệm phật có vọng niệm nếu hồi hướng thì có lỗi không hay thậm chí có bị thiếu nợ không tụng kinh niệm phật có vọng niệm là chuyện bình thường nếu bạn sợ vọng niệm Khiến đắc tội với Phật Bồ Tát Mà không tụng kinh Không niệm Phật nữa Vậy thì, thì vọng niệm của bạn Dính diễn không mất đi Vấn đề này Có người hỏi qua Đại sứ Ấn Quang rồi Các bạn xem ở trong văn sau Đều có thể thấy Tổ sư đã nói cho chúng ta Người chân thật Niệm Phật Người niệm Phật như Pháp Thì niệm 3 năm Đến 5 năm trong một cây nhang vẫn còn có 3 đến 5 vọng niệm Đây là không thể công phu rất tốt Cho nên Không được từ bỏ Vẫn phải niệm Phật Vẫn phải tụng kinh Hy vọng là Vọng niệm mỗi năm giảm bớt Vậy là có tiến bộ Là được rồi Vì sao vọng niệm không đoạn dứt được vậy Vì vọng tưởng của bạn quá nhiều Vì dục vọng của bạn quá nhiều nếu cái gì bạn cũng không nghĩ, việc gì cũng buông xuống, vọng niệm tự nhiên sẽ ít đi. Cho nên vẫn là dục vọng của chính mình. Cái này nhất định phải giảm thiểu. Có người tụng kinh niệm Phật nhiều năm, gần đây lại nghi thần, nghi quỷ, vui buồn bất định. Đối với việc trong nhà thì hoàn toàn không quản Nhưng lại nói Nếu một ngày không tụng kinh niệm Phật thì không được Xin hỏi loại tình trạng này có phải là ma dựa không? Chúng con phải nên giúp họ như thế nào? Có một chút giống Đúng thật là có một chút giống như ma dựa Đây không phải là hiện tượng tốt Đối với người chân thật niệm Phật Nghi là phiền não rất nặng Nếu nghi thần nghi quỷ Buồn vui bất định vì thì công phu của họ Hoàn toàn mất đi rồi Cho dù tụng kinh niệm Phật Cũng không có hiệu quả Nếu muốn tránh xa Sự ma chướng này Vẫn phải là tính tâm kiên định Tính là nguồn đạo Là mẹ của tất cả công đức Tính tâm mới có thể thành tựu Nghi chính là không có cái tính tâm giúp họ thì phải dẫn dắt họ thật nhiều, khuyên họ nghe kinh nhiều, nghe kinh nhiều vẫn là phải từ công phu nền tảng mà làm. Công phu nền tảng là làm người, đầy tứ quy cảm ứng thiên thập thiên nghiệp. Những thứ này đều là công phu nền tảng, không có công phu căn bản này thì không được. Điều này nhất định phải biết. Xã hội hiện đại đa phần đại chúng thích chơi mạt chược, đặc biệt là người lớn rảnh rỗi vô sự liền tụ tập lại để đánh mạt chược. Xin hỏi loại hành vi như vậy có quả báo gì? Dùng phương pháp gì có thể giúp họ giác ngộ? Cái này trong địa ngục biến tướng độ có những người như vậy, tôi cũng từng nghe nói qua rồi có một số đồng học người lớn tuổi sau khi về hưu họ nói nếu không đánh mạt được thì trí nhớ mỗi ngày một xa xúc bạn sẽ bị chứng mất trí nhớ cái này vẫn dùng đến đầu óc nên linh hoạt hơn một chút lấy cái này để luyện tập để tốc độ lão hóa của bộ não có thể chậm lại một chút có hiệu quả hay không thì rất khó nói có lẽ cũng có chút hiệu quả Nếu nói là Muốn dùng đến đầu óc Thì nghiên cứu kinh Phật rất tốt Là cũng dùng đầu óc Nghiên cứu kinh Phật vừa có thể đắc định Vừa có thể khai trí huệ Vẫn là thù thắng hơn So với phương pháp đánh mạc chữa quá nhiều Có thể thay đổi cách thức Trong nhà Đèn hoa sen trên bàn thờ Phật Thường có kiến giảng sanh ở trong đó Thậm chí đôi khi có hơn dạng con Bàn thờ Phật trong nhà chúng con sạch sẽ Xin hỏi những con kiến này có phải đang ở đó Nghe kinh niệm Phật hay không? Sư việc này Bạn có thể hỏi kiến xem sao Chúng sẽ nói cho bạn Đúng là bạn có thể hỏi chúng xem Bạn không quấy nhiễu chúng Chúng cũng không quấy nhiễu bạn Không quấy nhiễu lẫn nhau Trong niệm Phật đường cùng nhau học Phật Là loại tình hình này Giống như những con kiến này Kiến giảng sanh Đèn ở Phật đường hiện nay thông thường đều dùng là đèn điện đèn điện cũng tương đối nóng khi chúng lại gần sát thì sẽ bị thiêu chết vậy không nhất định chúng giảng sanh điều này phải nói với chúng phải đề phòng hết sức là tránh xa Chúng giảng sanh tuyệt đối không phải là bị thiêu chết Chúng đúng thật là ở trước tượng Phật Có thể xếp hàng giảng sanh Đó là thật không phải là giả Vì này chúng ta càng phải đề phòng Phải nói chuyện với những động vật nhỏ này Chúng hết thảy đều có linh tánh Câu hỏi sau cùng Cư sĩ lãnh chúng cộng tu Tam thời hệ niệm Mỗi lần niệm đến văn sám hối Đều khóc không ngừng Xin hỏi nếu có tiếp tục lâu dài như vậy Thì đó là tốt hay xấu Điều này không có tốt xấu Niệm đến văn sám hối Có thể cảm nhận được thống khổ Đây cũng là Trường kỳ Đa số Đều là trong đời quá khứ Từng học qua pháp môn này rồi nhưng lúc đó tu chưa thành công đến khi gặp lại tự nhiên họ có những cảm ứng này những cảm ứng này thông thường mà nói là tốt thế nhưng nếu cứ lâu dài như vậy thì cũng sẽ biến thành ma chướng thế tôn ở trên kinh lăng nghiêm có giáo huấn Lần đầu tiên tiếp xúc Nhất thời cảm động là bình thường Đây là việc tốt Tuy nhiên không được thường hay Mỗi lần như vậy Đều là khóc lóc rơi lệ Hiện tượng này không tốt Cho nên Bất kỳ Phương pháp tu học nào Thì khi khế nhập cảnh giới Như định là pháp hỷ sung mãn Chứ không phải là có cái hiện tượng này Sẽ là sanh tâm quan hỷ Phiền não nhẹ thì trí huệ thêm lớn Đây là công phu đắc lực Tiếp theo là Hai câu hỏi của đồng tu ở trên mạng Đệ tử phát nguyện trở thành người giàu có trong thiên hạ khéo léo sử dụng tiền tài lợi ích rộng lớn cho chúng sanh cách làm là cần tu tam phước tinh tấn niệm phật hồi hướng pháp giới chúng sanh đồng sanh cực lạc xin hỏi như vậy có thể viên mãn được nguyện vọng giàu có hay không nếu không phải nên làm thế nào nếu bạn tu tam phước Tinh tấn niệm Phật Hồi hướng Pháp giới chúng sanh Đồng sanh cực lạc Thì việc đồng sanh cực lạc này Có phải là bao gồm chính mình ở trong đó rồi không? Nếu như bao gồm chính mình trong đó Thì bạn đã đến thế giới cực lạc rồi Khi bạn đến thế giới cực lạc Đương nhiên Bạn có duyên với thế giới này Phật độ người có duyên Bạn sẽ quay về Mà độ chúng sanh Bạn có trí huệ Bạn có phước đức Bạn có năng lực Không nhất định bạn sẽ dùng phương pháp này Phương pháp này không quan trọng đối với bạn Bạn còn có phương pháp thù thắng hơn Tuy nhưng Nếu bạn muốn giúp chúng sanh chúng sanh vẫn phải có phước báo nếu chúng sanh không có phước báo thì bạn cũng không có cách gì giúp họ thế nhưng đến thế giới tây phương cực lạc thì bạn có trí huệ năng lực quan sát giống như chư phật bồ tát vậy quán cơ thí giáo nên dùng thân gì để độ thì hiện thân đó nên dùng phương pháp gì giáo hóa chúng sanh thì dùng phương pháp đó đúng thật là phương tiện thiện xảo Thế nhưng giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc đúng là Có thể viên mãn vô lượng đại nguyện của bạn Nếu không thể giảng sanh thì nguyện vọng của bạn hết thể đều gì không? Câu hỏi thứ hai Đệ tử muốn hành đại hiếu Độ hóa cha mẹ giảng sanh Tây Phương Nhưng mẹ con thường nói Để đến khi nào không thiếu thốn thì hẳn nói Hiện tại chúng ta không nên bận tâm Vì vậy đệ tử phát nguyện nhanh chóng Mà tích lũy của cải Viên mãn ý nguyện cho cha mẹ Để cầu Nhanh chóng độ hóa cha mẹ Xin hỏi như vậy có dư pháp không Phải nên cầu pháp như thế nào Việc nhanh chóng tích lũy của cải này của bạn Trong số mạng của bạn có nhiều của cải như vậy không nếu trong mạng không có của cải nhiều như vậy mà bạn vẫn dùng phương pháp nhanh tích lũy của cải tôi thấy chư phật như lai đều phải bái bạn làm thầy rồi chư phật như lai làm không được bạn có thể làm được điều này quá cừ khôi của cải là trong đời quá khứ bạn tu được nếu trong đời quá khứ bạn không tu được thì đời này của cải ở đâu tới Tiên sinh Lý Gia Thành Của Hồng Kông chúng ta Khi ông 30 tuổi Thì gặp Trần Lão Cư Sĩ Trần Lãng Hình như là đã qua đời năm ngoái hay năm trước rồi Trần Tiên sinh Tinh thông số mệnh Ông ấy xem phong thủy cho người ta Xem tướng đoán mạng Rất là cao siêu Lúc đó 30 tuổi Lý Gia Thành vừa mới khởi nghiệp Làm ăn ở Hồng Kông ngẫu nhiên họ gặp nhau Ông đã xem tướng đoán mạng cho ông Lý Ông hỏi Lý Gia Thành Lý Tiên Sinh à Tương lai ông muốn bao nhiêu tiền Thì ông mới vừa lòng Lý Gia Thành nói tôi chỉ cần 30 triệu đồng là vừa lòng rồi trần lão cư sĩ nói với ông không chỉ có như vậy tương lai ông sẽ giàu nhất hồng kông cho nên cả đời của lý gia thành giống như lời của trần lão tiên sinh đã cố vấn cho ông làm việc gì đều hướng đến ông trần mà thỉnh giáo đây là trần tiên sinh nói với tôi trong số bạn của cải dồi dào không có người nào mà có thể so với ông ấy được là đời trước tu mà được cho nên bất luận ông làm điều gì đều có thể kiếm được tiền người khác cũng đầu tư như ông ông không mất tiền mà còn kiếm được tiền không như nhau mà tiền tài làm sao mà tu được bố thí tài trong đời quá khứ bố thí tài rất nhiều bố thí rất nhiều cho nên trong số mạng của họ tiền của dồi dào đạo lý là ở chỗ này trong số bạn của bạn nếu trong đời quá khứ không tu phước báo lớn như vậy thì cả đời này của bạn chẳng có được có được nhiều tiền của như vậy có tác dụng gì không rất là khổ sở tiên sinh lý gia thành tôi đã từng gặp ông ấy không được tự do như tôi tôi tùy ý đi trên đường vừa đi vừa ngắm cảnh ông thì không được rồi ông cần rất nhiều vệ sĩ quá khổ sở mà giống như là tự giam mình vào trong lao ngục vậy không có tự do cho nên đối với tiền tài những thứ này không cần quá nhiều chỉ cần là đời sống có thể trải qua được có thể ăn đủ no mặc đủ ấm có một căn nhà nhỏ để che nắng che mưa còn gì vui sướng bằng chứ đâu cần phải tiền nhiều như vậy tiền nhiều thì có tai nạn tiền nhiều thì sẽ tăng trưởng tâm tham mấy ngày nay chúng tôi giảng kinh cũng giảng qua ngũ dục tham ngũ dục tham tiền của đều là tăng trưởng tâm tham tăng trưởng tâm tham thì đời sau đi về đâu đi về cõi ngạ quỷ con đường bạn đi là cõi ngạ quỷ rồi không phải là cõi phật cõi phật thì phải xả tài bạn nhìn xem thích Ni phật ngày vui sướng biết bao ba y một bát ngày ăn một bữa đêm ngủ dưới gốc cây vui sướng biết bao an bần lạc đạo chỉ cần có tích tài thì phiên phức sẽ lớn những thứ này là xiềng xích phật ở trên kinh luận thường hay nói với chúng ta tài sắc danh thực thùy năm góc của địa ngục có một thứ thì bạn còn không thoát nổi nếu năm thứ đều đầy đủ vậy bạn không đến địa ngục thì đến đâu bây giờ phật cảnh báo điều này chúng ta phải xem là thật không được xem nó là giả lời phật nói là thật cho nên điều này nhất định phải hiểu phải thường hay nói phật pháp với cha mẹ nói nhân quả nói đến lục đạo luân hồi hiện nay ở nước ngoài những tài liệu này vô cùng phong phú thường hay nói cho họ nghe phải khiến họ lìa dục không nên chấp trước những thứ này tiếp theo là câu hỏi của đồng tu hồng kông có sáu câu hỏi đệ tử khi xưa vô tri không biết việc nói lỗi của Tăng là tạo tội cực nặng Con đã từng trong một đạo tràng nọ Nhất thời nổi tâm sân Nổi giận mắng người xuất gia trước mặt đại chúng Đệ tử rất sợ gì điều này mà đọa địa ngục Không thể giảng sanh Tây Phương Đệ tử hiện tại ngày ngày sám hối Xin hỏi tương lai có thể giảng sanh tịnh độ được không? Tương lai có thể sanh tịnh độ được hay không? Thì phải xem sự sám hối của bạn là thật hay giả phải xem công đức sám hối của bạn ý nghĩa quan trọng nhất của việc sám hối là vì sao không tái phạm nữa vậy mới là chân thật sám hối sau khi sám hối qua mấy ngày gặp mặt thì lại nổi nóng nữa vậy thì chẳng có chút hiệu quả gì vì sao không tái phạm không những không được nói lỗi của người xuất gia mà cũng không được nói lỗi của hết thảy chúng sanh bạn nói họ thì làm được gì nói lỗi họ thông thường nói là bạn nhất định sẽ kết phán thù với người ta có người nào mà sau khi nghe bạn nói lỗi mà họ qua nghĩ tiếp nhận họ đến cảm ơn bạn họ có thể sửa lỗi đổi mới hay không tôi không thấy có một ai sau khi bạn nói lỗi của họ rồi thì họ sẽ thường nổi giận luôn nghĩ đến báo thù vậy thì phiền phức này lớn rồi À, tất phải kết oán thù với người ta chứ lỗi của họ không liên quan đến ta họ phạm lỗi mà ta nói lỗi của họ thì ta cũng phạm lỗi này vì sao ta phải cùng phạm lỗi với họ chứ họ vào địa ngục ta cũng muốn đi theo họ đây là đại ngốc rồi đây không phải là người thông minh người thông minh đặc biệt là người học đạo trên đàn kinh nói rất hay nếu người chân thật tu đạo không thấy lỗi thế gian vì sao không thấy bên trong bạn không có lỗi thì bạn sẽ không thấy lỗi thế gian bên trong bạn có phiền não tộc khí thì bạn sẽ thấy lỗi của người ta cho nên thấy lỗi của người khác là lỗi lầm lớn nhất của chính mình phải hiểu cái đạo lý này thứ hai xin hỏi nói lỗi của tăng có phải là thuộc về ngũ nghịch thập ác không chữ tăng ở đây phải xem là vị tăng nào nếu là thầy của bạn thì đó chính là ngũ nghịch thập ác nếu thầy không phải là lão sư của bạn thì chỉ có thập ác không có ngũ nghịch phải biết điều này nếu thầy đó không phải là lão sư của ta nhưng thầy đó là bậc đại đức trong phật giáo chân thật là thầy đó có sự giúp đỡ lớn đối với việc tu học của đại chúng vậy thì không được nói vì sao vậy nếu bạn phê bình thầy đó nói lỗi của thầy đó mà có một số người nghe thấy rồi liền thoái tâm thì món nợ này phải tính sổ cho bạn rồi đây chính là đoạn huệ mạng của chúng sanh tội đoạn huệ mạng của chúng sanh còn nặng hơn cả tội sát hại chúng sanh bạn giết họ họ qua một thời gian thì lại đầu thai nhưng không dễ gặp được phật pháp cho nên đoạn pháp thân huệ mạng của người tội lỗi này nặng hơn quá nhiều so với tội đoạn thân mạng điều này không thể không biết Câu hỏi thứ ba Trong xã hội hiện đại Rất khó tránh khỏi việc tiếp xúc Với một số kiến thức thời sự Trên truyền hình sách báo Xin hỏi làm thế nào để làm được Không sách thánh bỏ không xem Che thông minh hư tâm trí Bạn không xem là được rồi Rất đơn giản Đưa cho bạn, bạn đừng xem Hơn 40 năm nay tôi không xem truyền hình Cũng không xem báo chí Cũng không xem tạp chí có thể làm đến được Tôi không xem nữa Có một số người tặng sách cho tôi Cũng được xem là kinh sách chánh Việc đầu tiên là tôi xem trang bản quyền Phía sau Phía sau ghi là sở hữu bản quyền In ấn sẽ bị truy cứu Thì tôi nhất định không xem Rất nhiều người hỏi tôi vì sao Tâm lượng của người viết sách này rất nhỏ hẹp tâm lượng nhỏ như vậy thì chẳng viết ra thứ gì tốt cả cho nên không nên lãng phí tinh thần của mình đừng lãng phí thời gian của mình nữa không giống như sách xưa sách xưa thì bạn vừa xem đều là hoa nghênh sao chép công đức vô lượng không như nhau cho nên cả đời này của chúng tôi bất luận là văn tự hay là như đĩa dvd toàn bộ đều không có bản quyền như vậy lưu thông mới thật là rộng rãi không có bản quyền mọi người đều có thể in ấn chúng tôi đều rất hoan hỷ hiểu rõ đạo lý này thì phải biết vì có lợi cho chúng sanh thì cớ gì phải hạn chế phải có bản quyền chứ nếu có bản quyền thì không thể lợi ích rộng khắp cho chúng sanh rồi có một năm tôi ở singapore Pháp Sư Diễn Bồi cũng là bạn cũ của tôi Khi tôi chưa xuất gia thì đã biết thầy ấy rồi Ông đã rời Đài Loan đến sống ở Singapore 25 năm Tôi đến Singapore Nghe nói tôi đến thì rất vui mừng Đã mời tôi ăn cơm Có một lần đặc biệt mời tôi Có một quán chay làm rất ngon Tên là Linh Chi Có tiếng ở Singapore Mời tôi ăn cơm Tôi đã đến đó Sau khi ngồi xuống Ông hỏi tôi Pháp Sư Tịnh không Ông có biết vì sao hôm nay tôi mời ông ăn cơm không Tôi không biết Ông ấy nói là Pháp Duyên của ông rất thịnh rồi Ông hãy dạy cho tôi Vì sao ông kết được Pháp Duyên nhiều như vậy Tôi nói cái này rất đơn giản Là bố thí Có năng lực bao nhiêu thì bố thí bấy nhiêu Thì Pháp Duyên sẽ thù thắng Ông suy nghĩ một chút rồi nói Việc này khó Vì tôi rất nghèo <laughs> Có một lần ở Đài Loan Bất ngờ gặp tôi Ở quỹ giáo dục Phật Đà Ông đến tham quan Xem thấy chúng tôi in ấn rất nhiều sách Tặng đi khắp thế giới Sau khi thấy rồi Ông nói vì sao sách của tôi đều không được in Tôi nói sách của thầy phía sau có sở hữu bản quyền In ấn bị tri cứu Ai mà dám in chứ Cho nên có mấy chữ này Ở trên đó Chúng tôi không dám lưu thông Nếu ông không có mấy chữ đó Sách của ông sẽ được lựa chọn để lưu thông toàn thế giới Đây là tự thầy ấy Đóng cửa chính mình Không có cách gì ai nấy đều phải tôn trọng pháp luật phải tôn trọng câu hỏi tiếp theo nếu không đọc những sách về kiến thức thế gian thì rất khó nâng cao năng lực làm việc cần thiết xin hỏi tâm thái như vậy có xung đột với việc học tập đệ tử quy hay không ạ à? không xung đột đệ tử quy không nói là bạn không được tiếp nhận những kiến thức cần thiết trong công việc để tử quy không nói như vậy những thứ cần thiết trong công việc trong đời sống của bạn thì phải nên học tập những thứ nào không liên quan thì bạn có thể không cần tiếp xúc với nó nếu bạn muốn giữ tâm thanh tịnh thật ra mà nói những tin tức xã hội có liên quan đến công việc của bạn có liên quan đến đời sống của bạn thì bạn nhất định phải biết nếu không liên quan thì có thể không cần xem như vậy tâm của bạn mới thanh tịnh người xưa nói rất hay biết ít việc thì bớt phiền não quen nhiều người thì lắm thị phi biết nhiều người rồi thị phi sẽ nhiều người không cần phải quen biết thì không nên tiếp xúc không cần phải quen biết vì không cần thiết biết thì tốt nhất là không biết cho nên điện thoại thư từ càng ít càng tốt khi tôi không có việc gì thì điện thoại cũng tắt luôn không gọi được khi tôi có việc tìm người thì mới cắm điện thoại vào bớt được việc nên không có việc gì nghiêm trọng không có việc gì gấp gáp cả vậy thì tâm của bạn mới có thể thanh tịnh cho nên phải biết bảo hộ chính mình câu hỏi tiếp theo trong đệ tử quy nói đối với cha mẹ thì tăng ba năm thường thương nhớ nếu như hiếu tử thường hay bi thương quá mức chẳng phải rất dễ ưu sầu mà thành bệnh hay sao nếu bạn ưa sầu thành bệnh thì cha mẹ bạn sẽ bất an bạn sẽ thành đại bất hiếu rồi điều này bạn phải biết đây là thời đại nông nghiệp ngày xưa xã hội vô cùng an định thời đại đó phương thức sinh hoạt đều rất chậm rãi từ tốn không như xã hội hiện nay Đệ tử quy là do người mấy trăm năm trước viết ra hiện nay bạn phải hiểu tinh thần của nó hiểu được nghĩa chính của nó phải vận dụng linh hoạt trong xã hội hiện đại không được chết cứng trên văn tự chết cứng trên văn tự thì bạn học sai rồi phải nên linh hoạt đoạn này không nhất định là tan ba năm Đối với cha mẹ đã qua đời Có tâm buồn thương Có tâm tiếc nhớ Vậy là được rồi Chứ không phải là Nhìn thấy cha mẹ chết rồi Còn cảm thấy chết là tốt Sao không chết sớm hơn một chút Vì sao vậy Muốn tài sản Hiện tại phiền phức Hiện nay chúng tôi nghe nói Ở nước Mỹ có đứa bé Chưa đến 10 tuổi Nói với cha mẹ của nó là Tài sản của cha mẹ tương lai đều là của con Cha mẹ nó nghe thấy đều ngẩn người ra Làm sao nó lại nói ra những lời đó chứ Là học được trên truyền hình Học trên internet Cho nên hiện nay rất nhiều thanh niên Giết chết cha mẹ mình Vì sao vậy? Muốn chiếm tài sản Giống như năm trước vậy Chúng tôi xem thấy một tin tức Ở trên báo chí Có đồng tu cắt ra đến nói với tôi ở Tứ Xuyên có bé gái 13 tuổi Muốn mua một cái điện thoại di động Có lẽ cha mẹ không chịu mua cho nó Nó đã giết cha mẹ của mình Nấu đồ ăn cho cha mẹ ăn Bỏ độc vào trong đó Sau khi hai người chết rồi Nó đi lãnh tiền bảo hiểm Tiền bảo hiểm chỉ có hơn 10.000 nhân dân tệ Nó không biết Đây là sai Cũng không biết đây là có tội Bạn nói như vậy có nguy hại không? Vì sao mới phá được vụ án này? chúng ta ở trong thời đại này đối với tang của cha mẹ vào ngày dỗ hàng năm có thể làm lễ kỷ niệm làm sao một tấm gương tốt cho đại chúng trong xã hội giáo hóa đại chúng xã hội biết là không thể quên ân của cha mẹ như vậy là được rồi phải hiểu cái ý nghĩa này Câu hỏi sau cùng, trong xã hội hiện tiền có rất nhiều nam nữ chưa kết hôn có những động tác thân mật ở nơi công cộng, xin hỏi đây có xem là tà dâm không? Có, đây là tà dâm. Người học Phật, người hiểu lý đều phải nắm chắc được chừng mực. Phải biết điều này. Lễ tiết xã giao, chúng ta có thể tuân thủ. Thế nhưng nhất định là phải có chừng mực Tiếp theo là câu hỏi của đồng học Singapore Đệ tử ở nhà có thờ xá lợi của Phật Do một người bạn tặng cho Con vốn hy vọng là Đặt ở chỗ lưu thông pháp bảo trong nhà Để cúng dường cho đại chúng chiêm ngưỡng Những đồng tu khuyên con Xá lợi của Phật vô cùng trân quý Sợ bị người khác tăng trộm Cho nên phải đặc biệt cất giấu đi Xin hỏi phải nên làm như thế nào mới như Pháp Vậy thì bạn có biết xá lợi Phật này là thật hay là giả không? Phật đã diệt độ 3.000 năm rồi Bạn có thể có được xá lợi thật của Phật thì không dễ dàng rồi Tôi biết 8, 9, phần 10 đều là giả Đều không phải là thật Xá lợi thật mà vẫn có Thì nhà nước sẽ thu giữ Làm sao đến tay bạn được chứ Bạn nhìn xem triển lãm xá lợi bóng tay Của Thích Ca Mâu Ni Phật Năm ngoái ở Hồng Kông Đã phái bao nhiêu người đến để bảo vệ chứ Tôi cũng đến xem một chút rất là không dễ dàng Trong nhà bạn có xá lợi thật của Phật Thì quá tuyệt vời rồi Những xa lợi này đúng thật có thể triển lãm công khai Ý nghĩa của triển lãm là Khởi tâm cung kính đối với Phật Là ý nghĩa này Cho nên nói là thật Thì nhất định không đáng tin Câu hỏi thứ hai A Nan có thể làm được Việc chép lại kinh Phật một chữ công sót Xin hỏi tu hành như thế nào Mới có thể đạt được trí huệ giống như Ngài A Nan Đại triệt, đại ngộ, minh tâm kiến tánh Thì sẽ làm được Vì sao vậy? Bạn với Phật đã thành một thể rồi Phật đã nói ở trên kinh Hết thảy chúng sanh đều có trí huệ đức tướng của Như Lai Cho nên trí huệ của bạn và trí huệ của Phật là bình đẳng Hết thảy kinh Phật đã nói Và hết thảy kinh bạn nói ra không khác nhau Hiện nay Phật là giác ngộ Bạn là mê hoặc cho nên nhất định phải buông xuống Triệt để phân biệt chấp trước Thì trí huệ của bạn sẽ hiện tiền Bạn và Ngài A Nan Đúng là không khác biệt Thứ ba Bộ môn phiên dịch kinh Phật thời xưa Có mấy trăm người Đồng thời làm công tác phiên dịch kinh Phật như hiện nay hình ảnh đó không còn Xin hỏi Lão Pháp Sư Bản thân chúng ta là đệ tử Phật Thì làm sao để chấn hưng việc phiên dịch kinh Phật Đây là việc lớn rồi Cũng là vấn đề vô cùng khó Người xưa dịch kinh Đây là trước đây Thầy tôi đã nói với chúng tôi Người xưa có phước báo Chiêu cảm được những đại đức Dịch kinh này Họ đều là người tu hành chứng quả Thầy đã nói với chúng tôi ít nhất các ngài Đều là tam quả Anaham trở lên Cho nên phiên dịch chính xác Không có sai lầm Dịch rất hay Hiện tại là phàm phu Đặc biệt là trong xã hội hiện nay Người trẻ, người già Người già cũng không ngoại lệ Đều là tâm khí bao trao chính mình độc tụng còn có vấn đề thì làm sao có thể dịch được tốt. Đây là chúng sanh không có phước báo. Cho nên hiện nay đối với sự việc này, trước hết chính mình phải tu thật tốt, trước hết phải đoạn phiền não. Các vị nhất định phải biết, không đoạn phiền não thì những pháp môn mà các vị học đều là ở ngoài cửa. Hay nói cách khác, ý nghĩa chân thật bạn không hiểu Nguyện giải như lai chân thật nghĩa Bạn là giải công như lai chân thật nghĩa Bạn là giải sai như lai chân thật nghĩa Bạn toàn làm sai hết rồi Cho nên đoạn phiền não là bước đầu tiên Phiền não không đoạn thì không được Đoạn kiến tư phiền não chính là A-La-Hán Đến A-La-Hán Phật mới nói Bạn mới có thể tin vào chính mình kiến tư phiền não của bạn không đoạn thì không thể tin vào chính mình rồi lời nói này rất quan trọng đoạn trần xa phiền não là bồ tát đoạn vô minh phiền não liền thành phật những giáo huấn này của phật không thể không biết không thể không tuân thủ câu hỏi tiếp theo một bộ kinh thông thì hết thảy kinh thông mà thập thiện nghiệp đạo kinh là nền tảng nếu như chuyên tu kinh này thì có tính là nhất môn thâm nhập không có phải là kinh này thông rồi thì hết thảy kinh đều thông không đúng một chút cũng không sai bất kỳ một bộ kinh nào đều không có lớn nhỏ vì sao vậy thông là gì thông chính là kiến tánh sau khi kiến tánh thì toàn bộ vấn đề đều được giải quyết rồi kiến tánh là thành phật bất luận bộ kinh điển nào đều là dạy bạn nói cho bạn được rất rõ ràng thấu tỏ buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước thì bạn hết thảy đều thông đạt rồi đệ tử muốn đem đệ tử quy thập thiện nghiệp đạo kinh địa tạng bồ tát bổ nguyện kinh đồng thời tụng trong một năm như vậy có phải là sen tạo không liệu có thể đạt được một kinh thông hết thảy kinh thông không điều này có đạt được hay không thì phải xem công phu bạn làm không phải là bạn tụng Bạn tụng 100 năm cũng không thông Nguyên nhân là gì? Bạn không buông xuống Nếu buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước Thì sẽ thông Đạo lý là chỗ này Không phải là tụng bao nhiêu Cho nên Hãy nên tụng một bộ Vì tâm của bạn chuyên thì sẽ dễ dàng đạt được Nếu bạn tụng quá nhiều tụng tạp rồi Tạp rồi thì tinh thần Thời gian của bạn hết thảy đều phân tán Rất khó có thành tựu Đạo lý ở chỗ này cho nên giáo chi đạo quý dĩ chuyên Học chi đạo cũng là quý dĩ chuyên Được rồi hôm nay thời gian đã hết A-di-đà Phật Cẩn dịch bằng biên dịch Tình không pháp ngữ Địa chỉ email Vọng Tây Cư Sĩ A-mốc Gmail.com Người đọc Hạnh Quang phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành tâm cúng dường nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm phật tịnh độ trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà Phật